Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai dự án xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau hơn 30 ngày gấp rút triển khai xây dựng, công trình đã hoàn thành đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã huy động sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến. Hàng nghìn con người ưu tú của huyện nhà đã lên đường nhập ngũ và chiến đấu trên khắp các chiến trường trong cả nước. Trong số đó có nhiều người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường và rất nhiều người con ưu tú của huyện đã ra đi, mãi mãi không bao giờ trở về. Hiện nay trên địa bàn huyện có 197 liệt sĩ, các anh đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc và yên nghỉ ở đâu đó trong lòng đất mẹ Việt Nam. Để thể hiện lòng tri ân sâu sắc với mảnh đất giàu truyền thống và anh hùng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư xây dựng công trình nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Công trình có giá trị 500 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và nguồn đóng góp của đoàn thanh niên và cán bộ công chức Ủy ban Nhân dân xã Xuân Nha với số tiền là 15 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng, các đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp chào đón năm mới 2020.